cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị triệu tập đến tòa Phú Thọ. Ngày 25 tháng 11, cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn sẽ bị xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn bị truy tố ở khung hình phạt có mức án từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bị cáo Đặng Anh Tuấn không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà được hưởng tình tiết giảm nhẹ do có thành tích xuất sắc trong công tác, được Thủ tướng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tặng thưởng nhiều bằng khen. Theo cáo trạng, ngày 5 tháng 10 năm 2016, ông Trương Minh Tuấn khi ấy là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ký quyết định 1718, QĐ-BTTTT về việc thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 người, do ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, làm trưởng đoàn. Với mục đích rà soát các game trực tuyến có dấu hiệu cờ bạc. Khi đoàn kiểm tra đang hoạt động hiệu quả, có 3 báo cáo nêu về các game cờ bạc, đề nghị xử lý thì Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bất ngờ nhắn tin cho ông Đinh Tiến Dũng, yêu cầu rút báo cáo lại và đề xuất giải thể đoàn kiểm tra. Cơ quan điều tra xác định hành vi giải thể đoàn kiểm tra của ông Đặng Anh Tuấn để cho game bài cờ bạc tiếp tục hoạt động có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo VOV.